Huấn luyện viên Veliza Popov vừa có cuộc phỏng vấn trực tuyến dài trên tờ Gong của Bulgaria. Tại đây, ông chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp, quan điểm chiến thuật và cả tương lai của bản thân. Đáng chú ý, Popov xác nhận ông đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Đông Á Thanh Hóa vì cảm thấy câu lạc bộ này không có tham vọng và tồn tại nhiều vấn đề khá nghiêm trọng. Cuối năm 2022, Veliza Popov cập bến Đông Á Thanh Hóa sau 4 năm dẫn dắt U23 Myanmar. Ở thời điểm đó, Huấn luyện viên 48 tuổi người Bulgaria nổi tiếng với cá tính mạnh và chiến thuật bóng đá hiện đại. Đỉnh cao của ông ở Myanmar là giúp nước này giành huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 2019. Veliza Popov đã có một sự ảnh hưởng lớn đối với Đông Á Thanh Hóa từ khi ông đến. Ông đã xây dựng một đội bóng chơi một cách nhanh nhẹn, trực diện và hiệu quả, mặc dù đội hình của họ không quá mạnh. Nhờ tài năng của Popov, Đông Á Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều thành công, trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất tại V.League. Chỉ sau 9 tháng, Veliza Popov đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch quốc quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh cũng đã có thời điểm cạnh tranh ngôi đầu bảng V-League với câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Gần 2 tháng sau khi vô địch quốc quốc gia, Đông Á Thanh Hóa của Popov giành thêm siêu cúp quốc gia sau khi vượt qua nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội với tỷ số 3, một ngay tại sân hàng đấy. Tuy nhiên, đó cũng là thời khắc đánh dấu sự thay đổi mà huấn luyện viên người Bulgari không ngờ tới ở Đông Á Thanh Hóa. Thay vì thừa thắng sông lên, đầu tư và đặt mục tiêu cao hơn ở mùa giải mới, câu lạc bộ xứ Thanh lại chủ động lùi lại một bước. Họ chia tay cặp tiền đạo Brazil, Brazil Bruno Cunha và Paulo Conrado cùng hai nội binh quan trọng là đội trưởng Nguyễn Minh Tùng và tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Đây là lý do chính khiến huấn luyện viên Veliza Popov không hài lòng bên cạnh việc Đông Á Thanh Hóa chậm trễ trong việc trả lương thưởng cho cầu thủ. Ông nói, mọi thứ phức tạp đối với tôi vì chúng tôi có những vấn đề khá nghiêm trọng ở câu lạc bộ. Thanh Hóa là câu lạc bộ nhỏ, không phải những câu lạc bộ lớn có tài chính ổn định. Những thành công trong hai năm qua thay vì đẩy câu lạc bộ đi lên thì ngược lại. Nó giống như những thành công quá lớn với một câu lạc bộ như chúng tôi. Chúng tôi không thể xây dựng bất cứ điều gì như một câu lạc bộ thông thường. Có rất nhiều sự chậm trễ trong việc thanh toán tiền lương, thưởng vô địch mùa trước. Chúng tôi không được phép lựa chọn. Chúng tôi không được mua cầu thủ theo mong muốn nhưng mất bốn cầu thủ giỏi nhất. Đây là công việc cực kỳ mệt mỏi. Chúng tôi không có nguồn lực và mọi việc rất khó khăn. Khi cầu thủ không được trả lương, các anh ấy sẽ không hạnh phúc và đương nhiên không còn cống hiến 100% cho chúng tôi nữa. Khi các cầu thủ không cống hiến hết mình, những thứ như động lực và kỷ luật chiến thuật sẽ đi giật lùi. Veliza Popov mới gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn một năm và ông đã thể hiện sự bức xúc với những vấn đề thường tình của Vilich. Đông Á Thanh Hóa không phải là câu lạc bộ đầu tiên trải qua sự suy thoái sau một mùa giải thành công. Trước đó, câu lạc bộ Hải Phòng cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Mùa giải vừa qua, Hải Phòng đặt ngôi Á quân V-League một cách bất ngờ, nhưng sau đó họ phải chia tay hai cầu thủ ngoại binh Moses Oloya và Rimario Gordon do lý do tài chính. Mục tiêu của họ trong mùa giải 2023 là trụ hạng sớm, nhưng hiện tại đội bóng đang gặp khó khăn khi phải cạnh tranh ở cả AFC Cup. Hải Phòng hiện đứng ở vị trí thứ 9 sau 15 trận đấu với 18 điểm. Thực tế, những trường hợp như của Thanh Hóa hay Hải Phòng xuất hiện liên tục trong lịch sử V-League. Ngay cả đội bóng mạnh, được đánh giá là có tiềm lực như thể công Viettel cũng không thoát khỏi thành công song thất bại ngay lập tức. Sau khi vô địch mùa giải 2020 và đua song mã với Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021, thể công Viettel lao dốc ở mùa giải 2022 khi chia tay một loạt trụ cột làm nên chiến thắng, bao gồm chân sút Bruno Cunha. Hiện tại Veliza Popov có lẽ đã hiểu hơn về V-League và chấp nhận cuộc chơi. Có lẽ cũng vì vậy mà ông không còn ý định tiếp tục gắn bó với Đông Á Thanh Hóa. Huấn luyện viên người Bulgari chia sẻ, Tôi nghĩ rằng mình sẽ không ký hợp đồng mới với câu lạc bộ cho dù họ đã đưa ra đề nghị, bởi vì tôi không thấy mọi thứ trở nên tốt hơn mà ngược lại, ngày càng tệ hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong ba tháng cuối cùng của V-League mùa này. Đó là ba tháng đầy khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải trong danh dự.